Em chào bác, em Lâm đây, lại tiếp tục quay một mẫu hút ẩm cho các bác. Con này là con Panasonic, thì hút ẩm nhà em đang còn rất nhiều nhá. Bởi vì lâu quá không lên video về hút ẩm, cho nên là nay em sẽ lên lại để nhắc lại video cho các bác. Thì nhà em thì đầy đủ mặt hàng luôn. Đấy, hút ẩm thì ở để ra ngoài thì các bác biết rồi, không thiếu gì hút ẩm, lọc không khí rất nhiều. Nồi cơm thì em có mấy chiếc rồi, nồi cơm mấy chiếc, bếp ga thì còn có 3 chiếc. Đấy. Nồi cơm ít 8 thì còn 3 con. Đấy, bác nào lấy cái gì thì alo cho em. Thì hàng thì vẫn cứ đang lên đều cho các bác. Đấy, em trước mắt các bác đây là một con Panasonic. Con này thì hút ẩm Ecolavi rồi, phun hết chức năng rồi, có dòng hút ẩm cao cấp nhất của Bala rồi. Con này hộp vuông. Đấy. Em quay vào vách cho các bác đây. Con này thì là 12 nít. Đây, má của nó là FIC120HLK, chạy bằng lốc Gao 34. Đấy. Đấy, con này hút từ 11 lít đến 12 lít một ngày. Đấy, tổng công suất dùng của nó là 240W đến 270W. Đấy. Máy thì đầy đủ. Đấy, cửa trên, cửa dưới vẫn đủ. Cửa nhất là cửa zin, không gãy, không dập, không nứt, không bể gì. Đấy, máy thì rất là đẹp. Đấy. Bao nào lấy chiếc này thì alo cho em. Giá thì rất bình dân. Bây giờ thì chưa đến mùa lồm, thế nên là bác nào mà mua thì cũng lên sắm lên một chiếc. Bởi vì là sang tháng tới là vào bắt đầu vào cận Tết thì sẽ lồm, và ra Tết nó sẽ lồm rất là khủng khiếp. Đấy, bác nào đang tìm hiểu về dòng hút ẩm thì alo lại cho em. Đấy, con này thì có hỗ trợ lắp đổi điện 220 bên trong được. Đấy, bác nào yêu cầu lắp đổi điện bên trong thì em lắp cho. Còn mua máy không điện 110 thì này em sẽ tặng cái chống cắm nhầm điện. Đấy, các bác cắm nhầm điện 220 không sợ cháy chậm lỗ gì. Đấy, em quay qua về số điện thoại lần nữa cho các bác. Đấy, bác nào mua trên này thì alo cho em. Full hết công nghệ đời cao nhất của Bala rồi. Đấy, xin phép chào các bác nhé. Hẹn các bác ở video kế tiếp nhé.